À, chào các bạn, hôm bữa Hoàng đã làm cho các bạn xem CLP 470 rồi. Thì hôm nay Hoàng làm thêm cho các bạn là CLP 480 nha. Nhưng mà sẵn hai cây nó đứng cạnh nhau này, cây 70, 470 đây, 480 đây. Thì các bạn cũng có thể so sánh về cái ngoại hình chút. Cái cây 480 nó cao hơn cái 470 chút này. Đó, nó cao hơn chút ha. Và cái phần này thì 480 nó có loa, loa trep mà nó hiện lên. Cái này cũng có nhưng mà nó ẩn bên trong đó các bạn. Nó ẩn bên trong này này. Nó có, nhưng cái này thì công suất nó lớn hơn. Và thậm chí ở bên dưới nữa, bên dưới nguyên cái mảng này là cái thùng loa. Nguyên cái mảng này thùng loa. Còn bên này á thì cái mảng này nó trống. Cái phần loa là nó ốp lên bên trên này nè. Nhưng mà tính ra cái 470 là cái loa của nó công suất rất là lớn rồi đó. 480 lớn hơn nữa. Thì hiện tại Hoàng đang có hai cây màu này là màu PE, là Polish Ebony, là màu sơn bóng, màu đen sơn bóng ha. Rồi bây giờ Hoàng đàn cho các bạn nghe 480. Thì cái model 480 này nè, nó sản xuất chắc cũng năm 2012, đến nay là cũng 10 năm. Thì thật ra là 10 năm thì cũng hơi cũ đấy. Tuy nhiên nếu mà các bạn cầm 20, 20 mấy, gần 30 triệu mà muốn cây đen bóng, thì mà muốn cây nó âm thanh nó thật là dữ á, thì chỉ có những cây này nó mới đáp ứng được nhu cầu của các bạn. Chứ ví dụ như là các bạn cần yêu cầu như vậy mà các bạn muốn cây 5-3 năm mà nó thể hiện thì nó không thể hiện nổi đâu. 5-4 năm cũng không thể hiện nổi đâu. Nó phải so với lại 4, nó so với 5-8 năm mới được các bạn nha. Mà 5-8 năm thì đương nhiên nó lên tới 30-40 triệu rồi, chứ không rẻ đâu. Đây, thử cái cây này luôn. Mà đương nhiên nó là những cây dữ này, tiếng nó hay. Và 10 năm rồi thì nó vẫn còn chạy tốt các bạn ạ. Piano rất là long lanh, cái phần bát nó rất là dày. Nghe tại chỗ, nghe trên cái hiện trường thì mới được, chứ còn qua video thì các bạn khó mà phân biệt được. Nhưng mà hiện trường là cái loa của nó rất là dày. Rồi tiếng của nó thì nhiều lắm, nhưng mà Hoàng chỉ có lướt qua chủ đạo là cái tiếng piano thôi ha. Về ngoại hình thôi, về loa, về bàn phím. Sau 10 năm rồi thì bàn phím vẫn tốt. Nếu các bạn mua cây này về để mà thâu âm, để mà đi chơi nhạc, kiểu ban nhạc, hay là mua cái này đó để trong phòng trà đánh chung nguyên ban nhạc cũng dữ lắm nha các bạn nha. Rồi thì thôi, Hoàng cũng không có nói nhiều. Túm lại, bên Hoàng khá là nhiều đàn để cho các bạn lựa chọn. Mong là các bạn bỏ thì giờ ra đến. Hoặc nếu các bạn ở phương xa không có khả năng đến được, không có tiện lợi đến được á, thì cứ điện thoại, rồi bên Hoàng sẽ chụp hình, quay phim. Nếu mà cái cây đó nó đàn cũ mà nó cũng có phải xước chỗ này xước chỗ kia, chứ nó không có thể hoàn chỉnh được 100%. Thành ra là cũng chụp cho các bạn xem, quay phim cho các bạn xem luôn, rồi còn đóng gói gửi cho các bạn đến tận nhà các bạn được ha, đơn giản lắm. Cảm ơn, xin chào các bạn. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn subscribe. Cảm ơn các bạn.